Cộng đồng mạng nhận xét Rider giống ngoại. Ngoại thấy sao về nhận xét này? Thì Vũ Hà cũng biết Rider từ khi mà là thằng một cậu bé mà thi cái chương trình gì mà là quán quân đó, hồi nhỏ xí rồi. Xong rồi lớn lên đến cậu bé, một ngày đẹp trời cậu bé bắt đầu mới xinh lên. Và đặc biệt là cậu bé giống như một con tắc kè hoa. Tắc kè hoa nhuộm tóc làm đủ màu. Và bây giờ thì hình như là các bạn nói là mà Rider giống ngoại. Có một lần mà Vũ Hà thấy cực kỳ ấn tượng là hôm đi Vũ Hà đi coi phim mà gặp Rider, và Rider rất là lễ phép khoanh tay và được xin phép để cho con chụp với ngoại một tấm hình. Đấy là một cái ấn tượng rất là cảm thấy là cô bé này rất là ngoan, rất dễ thương và cực kỳ rất là tài năng. Khi thi Rap Việt thì cậu bé không có tỏa sáng, nhưng trong cái cuộc thi Anh Trai Say Thi thì ngoại thấy là Rider rất tỏa sáng và rất là giỏi. Hình như đâu đó là bạn ấy làm tổ đội trưởng và hình như đã làm được một bài hát được lên top 1 hay sao, một đoạn thứ nhất luôn hay sao. Rất giỏi luôn, không ngờ. Và đặc biệt là bạn này sẽ tiến xa vì chương trình Say Hi, Anh Trai Say Hi, Rider đó là tỏ rất là tỏa sáng luôn, tỏa sáng không thua gì Huỳnh Hùng đó. Huỳnh Hùng với Rider ngoại chọn ai? Không, cái chuyện mà chọn ai không phải là chọn, nhưng mà tất cả các em đều là những mà các nhân tố là một người tuổi trẻ thì mình là người lớn thì mình là gọi là cái gì ta, mình động viên đó, chỉ cần một lời nói thôi thì có thể làm cho các em vui hoặc là các em có thể tiến xa hơn trên con đường mà các em đang đặt chọn. Và đặc biệt là cái làm nghệ thuật nó khó lắm, để được một người khác yêu và để được khán giả thích nó rất là khó, và đặc biệt là cái đạo đức nghề nghiệp nữa. Cho nên là ngoại cũng mong là các em luôn luôn dễ thương như vậy, luôn luôn làm cho khán giả cũng như tất cả mọi người đều yêu mến, thì các em sẽ trở thành là một người nghệ sĩ được yêu mến. Là một người nghệ sĩ được yêu mến thì khán giả rất là khó nha. Nổi tiếng là khác, nhưng mà để được yêu, để được quý vị khán giả thương thì nó sẽ nằm rất lâu, mấy chục năm giống như ngoại. Cộng đồng mạng khá thích thú với những màn review của ngoại về các anh trai trong chương trình Anh Trai Say Hi. Ô rứa à? Thật đó hả? Ông thì chắc đơn giản là bởi vì ngoại nói đúng. Tại vì ngoại không có kiêng dè gì hết trơn á. Tại vì khi mà mình cái lời nói của mình nó đúng á, mà nó thật á, thì nó chạm đến trái tim và nó hợp với mọi người hơn. Chứ mình không có sợ là mình nói người này mình bị mất lòng người kia, hoặc là nói người kia thì mất lòng người nọ. Ủa? Tôi là khán giả mà. Tôi có quyền thích và có quyền lựa chọn chứ trời. Thế là thích là tôi nói à. Ngoại có dự định làm một series review các anh trai không? Nếu mà các bạn thích nha. Nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ yêu cầu đi. Kêu là review. Review các anh trai. Trời ơi, nói nghe nè, mấy chục năm trong nghề nha, từ đứa lớn cho đứa bé, từ đứa mới, có thể mới á, thì ngoại không rành thôi. Đặc biệt mấy đứa cũ, ngoại rành lắm. Trời ơi, cho nên cái cũ ngoại review càng chân thật nha. Các bạn thích ai cứ nói ngoại review cho coi, cho nghe. Trời ơi, tất cả các tính nết, sở thích và tất cả những cái gì mà Vũ Hà biết nha, bạn sẽ nói. Ê, có ác lắm không ta? Thôi kệ đi, vui là chính. Nói thật luôn nha, coi mấy cái đó nó hay, nó vui, rồi mình thích lắm. Nhưng đến lúc mà chia tay, lúc mà bị loại, ôi chao ơi, nằm khóc như khóc thôi rồi, y như người ta luôn. Cái tội nghiệp á, cái tội nghiệp tại sao mà như vậy. Nhưng mà vì thi mà, cho cuộc thi sống còn này bắt buộc phải chia tay thôi. Có những đứa trời thoát chết trong căng tấc, đang là tút ở phía dưới, nhờ thắng, nờ trong cái đội thắng thoát. Có những đứa đang ở trong cái khu vực an toàn, rớt vào cái đội thua, biến khỏi chương trình, trời tội nghiệp. Cho nên đi thi là thi, gọi là cái gì ta, học tài thi phận đó. Làm nghệ sĩ hay không bằng hên, đúng thời điểm, rơi đúng vào cái mà gọi là ở cái vòng quay may mắn của mình đó, thì các bạn sẽ tỏa sáng. Cái nghề nó kỳ lắm. Nhớ nha, các em thích bé nào trong Anh Trai Say Hi cứ nói ngoài review, cực kỳ chân thật, cực kỳ chính xác. Thích này cứ nói, comment lên, ngoài xem review cho bạn xem nha. Yeah.